Chị là nữ hoàng cá viên chia mới tới đại cá độ, mặt lạ quá nè. Trời ơi, phải lên đi chứ, trời ơi, tướng tá vậy mà có bốn sẽ được. Đua xe chết bỏ để ăn mừng đội bóng bên Tây. Đây, anh hùng xa lộ, quái xế. Ủa, bây giờ em làm gì vậy? Bóng đinh, bóng đinh. Bóng đinh hả? Bóng đinh. Cái gì vậy? Bóng đổ hả? Bà kia, bà bắn cá viên chiên không? Sao bà vô duyên quá vậy? Về ăn một xe cho nó có duyên, tôi cái đi bà nội. Cứu em, cô hộ lý, cứu em. Cái tình gian đó lúc mà cái đua xe đó à. Rồi tiếng bô nó đẹp quá, bây giờ đầu óc là bắn loạn rồi. Bằng bỏ cái kiểu gì mà kỳ cục vậy nè, trời ơi. Tôi nhớ là lúc đó tôi đang bay trên chiếc xe mà. Giờ tôi đang ở đâu đây à? Đây là bệnh viện, chấn thương chỉnh hình. Bây giờ là tôi sống hay là chết à. Sống hay chết tùy vào thái độ thành khẩn của các người trong chuyên án này. Ta sẽ đứng ra giải quyết chuyện này thay cho chồng ta. Dương Triều Mã Hán và Dương Long Triều Hồng. Con đó là Vô Văn Độ. Dạ, con chuyên gia là độ xe với lại làm kèo cá độ ăn tiền. Dạ, con tên là Lèo Văn Lách, chuyên tụ tập đua xe trái phép. Dạ, như vậy là xảy ra án mạng sao? Con xảy ra tai nạn, chết là ai? Chết là tôi chết. Tội của ba ngươi tày trời. Nhìn xé cho cùng, các ngươi chưa tới số chết, cho nên ta sẽ trả hồn các ngươi về, cho nên dương gian. Chính tả, ta sẽ là người dẫn đầu điều tra chuyên án chết tốc hành. Đón xem Diêm Vương xử án tập 22 chết tốc hành, phát sóng lúc 21 giờ thứ năm ngày 1 tháng 10 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.